Nghỉ giữa đi ạ. Xoắn hết vào nhau rồi. Ơi, anh Đẹp ơi, anh Đẹp đến cái bàn của không? Anh Đẹp đến cái mũi của không? Anh làm cái gì tôi? Em đừng đánh bàn em à. Được rồi. Đó đi chị. Trời ơi. Trời ơi. Sẽ đến với vòng thi đấu đặc biệt, vòng thi đấu 2-2 giữa hai tuyển thủ. Hai tuyển thủ. Bốn tuyển thủ mà. Yes, quá. Cái gì đã bị đánh rồi. Trời ơi. Trời ơi. Gì? Nếu mà cảm thấy không ổn, ai đưa em lên cái thuyền thúng đẩy em ra biển giùm em nha. Chứ em làm em sợ quá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cô Parastonomy People để biết xem món mà chúng ta lựa chọn mục tiêu là gì. Xin mời cô. Ống gì cô nói luôn đi cô ơi. Gì vậy? Bớt xoay coi. Ống gì cô nói luôn đi cô ơi. Gì vậy? Bớt xoay coi. Đây là con đá bên này. Máy bên này, máy bên này coi. Máy bên này. Đây là con đá bên này. Máy bên này, máy bên này coi. Máy bên này. Đây là con ốc bơ. Là đề bài của hai đội ngày hôm nay. Ai giữ được con ốc này, người đấy sẽ là người chiến thắng. Vô. 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 Cái gì đâu, em muốn hai đội phải thể hiện sức mạnh. Thấy chưa? Vô chị. Đo găng nè, đo găng nè. Đo găng nè, đo găng nè. Nè, 2, 3. Ôi, 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 ôi. Trời ơi, anh ơi. Trời ơi, chơi vậy chơi. Chơi vậy chơi. Chơi vậy chơi. Chơi vậy chơi. Anh về. Đó lên, cả như đá lên. Đá lên. Đúng rồi. Em muốn chị Hà cùng con người này. Giật đi chị, đá đá. Đi. Trời ơi. Móc cái chân vào không? Không làm được đâu. Lật thế không chị? Đi mà đi. Em là con ngựa. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đây sắp lên. Ok. Đây để. Được chưa? Trời ơi. Vô. Bước đi. Vô. Rồi. Nó lấy được con ốc rồi. Dẹp lại nhớ. Dẹp lại. Anh đã chơi đồng đội của tôi lâu rồi. Kẹp chỗ lại nha. Kẹp chỗ lại. Kẹp cái chỗ lại. Rồi. Trời ơi, 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 trời
Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Chưa có đánh gì sao anh đánh tôi vậy? Rồi vô. Uống ấm đâu? Ngân cảm mốc rồi. Ok. Vô đi anh. Móc hàm số 7, Trời ơi, sao bị đập? Trời ơi. Đúng rồi, em ơi. Rút, mạnh. Xuống đi Nhân. Móc cái chân anh Giang lại. Ê, đánh vô tay Ngân, rớt ốc xuống á. Đánh vô tay Ngân, rớt ốc xuống lại. Đánh cái tay Ngân đi, rớt ốc xuống á. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Anh Giang. Anh Giang, anh Giang, đi quên đi. Anh Giang ơi, lên đi về, lên xuống rồi. Quan trọng hơn đây này. Ôi ơi, Bùi Hoa dập liễu. Ôi ơi, Bùi Hoa dập liễu. Trời ơi, anh làm chắc chết. Anh đừng Bùi Hoa dập liễu như thế. Trời ơi. Ơi, anh Giang ơi, anh Giang, anh định đánh cái bàn của không? Anh định đánh cái mũi của không? Anh làm cái gì tôi? Em định đánh bàn em à? Dũng ơi, vô đi chị. Trời ơi. Rồi xong. Đừng có bưng tôi ra ngoài. Ôi, sao tôi đang nghĩ này? Trời ơi, bưng tôi ra. Tất cả đều vô. Dạ rồi. Thằng đấu sao cả. Ai còn lại cuối cùng bước ra thành. Còn lại cuối cùng hả? Tức là mình không phải đánh cho người ta thua mà đánh người ta phải bỏ chạy. Hợp lý. Đội nào còn người cuối cùng ở lại đội thắng. Bắt đầu. Chết rồi, làm sao Bích Phương cho lại Khả Như? Chị Như là quấn dữ lắm. Sao? Tấn công bất ngờ đi chị. Số gạch nào không, chị Như thế chắc lắm á. Chị Như thế chắc lắm. Số nào đánh số đó nha. Dạ thưa anh, số 1 quá mất thời gian. Số 1 về. Vậy đây. Trời ơi. 2
Trời ơi. Hai lần. Trời ơi. Trời ơi, ra mất. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Sức luôn á, sáng dậy mình chưa kịp hít thở không khí á, chưa ăn sáng luôn nha anh, em chưa hít ra ma rồi. Xin chúc mừng ST, Bích Phương, Thúy Ngân và Trường Giang ạ. Yeah, em đáng lý phải được 10 điểm thực rõ rồi. Tám chín em chịu được, nhưng mà em thấy cái đầu của tôi cứ hùng hục mà không được cái gì hết trơn á. Đâu Lâm được một điểm tắt thở.